Thưa quý vị, chiều tối qua ngày 9 tháng 10, nhận được tin báo nhiều tàu cá bị nạn trên biển cần được cứu hộ khẩn cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng đã đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn. Cùng đi có lãnh đạo quận Sơn Trà cùng sở ngành liên quan. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 nhận được thông tin tàu DNA07070TS có hai thuyền viên trên hành trình vào nơi trú ẩn thì bị mất liên lạc từ 13 giờ cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm 2 đã phối hợp với các lực lượng liên quan tại địa phương triển khai các biện pháp xác minh tính chất tai nạn. Hai thuyền viên đi trên tàu DNA07070TS là Nguyễn Văn Lý, sinh năm 1964, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, và Lê Văn Trưng, sinh năm 1983, trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, đang di chuyển trên con thuyền từ bãi biển Thọ Quang về âu thuyền cảng cá Thọ Quang trú tránh bão, thì bị sóng nhấn chìm tàu. Hai người đang trôi dạt trên khu vực biển Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng đã điều động tàu lai Sơn Trà thuộc công ty cổ phần tàu lai cảng Đà Nẵng xuất phát từ cầu cảng của Trung tâm 2 cùng với 7 nhân viên cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 trực tiếp ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Có mặt tại hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp kiểm đếm tàu thuyền, không để tàu thuyền tiếp tục di chuyển ra biển và vào ngay nơi an toàn. Khẩn trương xác định vị trí thuyền viên bị nạn để tổ chức ứng cứu trong thời gian sớm nhất. Có những cái tình huống rất là khó lường. Thì hiện nay nó có phát sinh một số các cái việc liên quan đến ngư dân khi mà di chuyển vào các cái khu tránh trú an toàn thì nó xảy ra các cái tình huống bất ngờ. Tuy nhiên trước cái tình huống bất ngờ đó thì các cái lực lượng phòng chống thì đã rất là chủ động và tôi biểu dương cái lực lượng cứu hộ của biên phòng. Thì lực lượng cứu hộ của thành phố đã rất là chủ động xử lý tốt các cái tình huống và hạn chế đến mức thấp nhất các cái thiệt hại. Hiện nay thì còn một hai ngư dân đang trôi dạt trên biển và chúng ta đã có cái huy động đúng cái tinh thần cái huy động lực lượng tại chỗ. Và tôi đánh giá rất cao việc cảng vụ đã điều các cái phương tiện rồi các cái lực lượng ra để ứng cứu. Qua nhiều giờ tìm kiếm hai người đang trôi dạt trên biển, đến 20 giờ 55 phút, các nhân viên cứu nạn hàng hải đi trên tàu lai Sơn Trà thuộc công ty cổ phần tàu lai cảng Đà Nẵng khẩn báo về trung tâm chỉ huy đã tìm thấy hai thuyền viên và đang triển khai phương án ứng cứu. Chứng kiến buổi làm việc khẩn trương đầy trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2, nhiều thân nhân bị nạn cho biết. Nói chung là tàu của chúng tôi đi ra bám biển nhưng mà không ngờ sự bị sự cố, tàu đã chìm. Thì cũng nhờ lãnh đạo thành phố để tới, tiếp sức tàu rất là nhiều. Để trừ là chỗ quan tâm để chúng tôi là không có sự trở ngại chi nữa để chúng tôi ra bám biển tiếp. Đến 22 giờ 50 phút, tàu lai Sơn Trà thuộc công ty cổ phần tàu lai cảng Đà Nẵng đã cập cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2. Trên bến tàu, nhiều xe cấp cứu và nhân viên y tế chuẩn bị sẵn sàng đón chuyển hai nạn nhân vào bệnh viện điều trị. Các nhân viên y tế trên tàu cứu nạn cho biết, khi vớt hai nạn nhân lên khỏi mặt nước biển, nạn nhân trẻ tuổi còn tỉnh táo, nạn nhân lớn tuổi đuối sức rơi vào tình trạng nguy hiểm, phải sơ cứu ban đầu và ủ ấm, đồng thời cho tàu cứu hộ tăng tốc di chuyển ngay vào bờ. Đến động viên cán bộ, thuyền viên tàu lai Sơn Trà và nhân viên cứu nạn thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao tinh thần xung kích của các nhân viên cứu hộ, không ngại khó, ngại khổ vượt qua sóng to gió lớn trong thời tiết biển động, phức tạp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố đã gửi quà chúc mừng các thuyền viên trên tàu cứu hộ.